nữ quý vị đại diện hai bên gia đình. Về phía đại diện Hoàng Gia Trang, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu ông Đỗ Du và bà Đỗ Thị Xuân Hương là song tên kính yêu của chính trị. Về phía đại diện Hoàng Gia Gái, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu ông Trần Văn Đáng và bà Trần Thị Hòa là song tên kính yêu của cô dâu. Một tràng pháo tay thật lớn, thật nồng nhiệt, xin chào đón đại diện hai bên gia đình. Why don't know how
và tình cảm sẽ vui trong tình yêu rất đậm tình tình. Tình chính và tôi để thêm cho niềm vui, niềm hạnh phúc của cô dâu chú rể trong suốt cuộc đời này, tấm này gắn nghĩa tấm tình, tấm lòng son sắt giữa mình với ta. Cùng tiến về phía tâm linh và cùng thể hiện vị thế hoàn chỉnh hạnh phúc. Đám cưới chủ rể là anh và
cha mẹ tuyệt vời của những bé tươi xinh. Hạnh phúc, hạnh phúc, ta cùng nâng ly. Cầu chúc trên con đường đi ngập tràn tình yêu mình chưa dát bao vui buồn. Ta bên nhau tới đầu bạc răng lòng, ngày cưới hạnh phúc. Đám cưới em là cô dâu. Đám cưới chú rể là anh. Và sau hôm nay mình sẽ là một gia đình, là cha mẹ tuyệt vời của những bé tươi xinh. Hạnh phúc ta cùng nâng ly. Cầu chúc trên con đường đi ngập tràn tình yêu mình chia rớt bao vui buồn. Ta bên nhau tới đầu bạc răng lòng. Hai bà vô.
Thank you.